Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ba La Vlog Cuộc Sống Hôm Nay. Hôm nay mình lại có hẹn với chị Nhi để đi tập với mọi người. Ngày nào mình cũng phải đi tập hết. Nhưng mà buổi tập của mình chủ yếu là ngày thứ hai và thứ tư, và cuối tuần là thứ bảy mọi người. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư, lại tiếp tục phải đi tập. Và trước khi vào lớp tập thì hai chị em mình đi cà phê cà pháo để tiện ngủ cho buổi tập ngày hôm nay. Và sau khi mà mua cà phê, uống cà phê xong thì chị em mình đã vô lớp tập rồi đây mọi người. Lớp vắng hoe à, tại vì hai chị em mình tới sớm á mọi người, cho nên là chỉ có hai chị em mình trong lớp và thêm một chị nữa thôi đó mọi người. Sau đó thì có vài anh và một chị lại bước vô lớp, thế là lớp đông đông và không còn vắng nữa mọi người ơi. Và bây giờ thì lớp chuẩn bị bắt đầu rồi đây mọi người. Thầy thì đang test lại cái mic để xem mic nó có ổn hay không. Thì chị em mình vẫn còn ngồi bấm và mình đang còn ngồi quay cho mọi người xem đây. Và anh chị thì đang khởi động đó mọi người. Nói chung là hai chị em mình cứ ngồi và bấm điện thoại lướt đợi tới giờ thôi. Tại vì từ nãy giờ là đi vô là đi vòng vòng rồi. Sau khi tập xong thì chị em mình sẽ đi vô City Spa. Và hiện tại hai chị em mình đang ngồi ngắm không gian trong spa. Thì trong lúc mà chờ nhân viên tới và tư vấn chăm sóc da thì hai chị em mình có ngồi thưởng thức không gian màu hồng và trần nhà rất chi là đặc biệt với mọi người. Ở trên trần nhà thì có cái gương bé bé xinh xinh, cũng không hẳn là bé, cũng siêu to đó mọi người. Hay trước mặt mọi người thấy là một khay trà thơm và bình hoa rất là đẹp. Và cũng có một anh khách đang đợi để được soi da và kiểm tra da. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người không gian của bên quán, bên spa nha mọi người. Đó, trong lúc mà mình đang quay thì chị Nhi có chụp hình mà mình không hề biết luôn. Mình cũng quay ngược lại đó, cho thấy là huề. Và đây là không gian bên trong spa của City. Thì mọi người, ở trên trần thì có gương rất là xịn sò luôn. Đó, nhân viên đang pha trà mọi người. Góc bên kia là cái máy soi da và lát nữa chị em mình sẽ lại đằng đấy soi da, kiểm tra da sau khi tư vấn xong. Quay đi quay lại một vòng thì mình vẫn còn ngồi đây đợi nha mọi người. Hai chị em mình vẫn còn ngồi đây đợi nhân viên tới tư vấn. Đợi được một lúc thì chị Nhi đã lên thớt và đi kiểm tra da, soi da thử xem là mức độ tổn hại của da được bao nhiêu phần trăm rồi, để bác sĩ còn tư vấn cách chăm sóc da hoặc là cần điều trị cái gì đó. Mình cũng không có rành về vấn đề này, cho nên là mình vẫn còn ngồi đây mình quay. Chủ yếu là mình đi mình trải nghiệm thôi, chứ thật chất là mình ít khi chăm sóc da lắm mọi người ơi. Bỏ qua cái công đoạn này nha. Thì bây giờ mình cũng sẽ ngồi đây chờ. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho mình nha. Bye bye. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Bye bye mọi người.